Ghế đợi xíu nha. Hỏi xe này không ta? Giờ đi hết tổ luôn. Đúng rồi đó. Vô ai? Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt là Khánh có chuyến đi công chuyện ở thành phố với Nha Trang. Thì ghé qua Sài Gòn ngày chơi, sẵn chờ tiền á, chiều ngày mai tiền đi chung với hai chị em luôn, Khánh với Hoa với tiền. Đi cho tiền với Hoa đi chơi, sẵn chuyến mình đi nè. Đó, thì hồi nãy giờ là Khánh với Hoa lên trên này đặt phòng rồi nằm nghỉ ngơi chút xíu. Xong rồi cái Tiết Ngân á, bạn cửa sân qua thì đi lên trên này đi học nè. Xong cái rủ hai chị em đi qua bên Hồ Thị Kỷ á để mình ăn. Ở bên đó thì nổi tiếng là bán đồ ăn lạc giặt á. Thì Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng đi với ba chị em. Xong chưa? Sao? Giờ em vô em tắm thôi đi. Dạ hả? Sơ cái hả? Đây. Nhà gì của Tiết Ngân là ở trong này luôn á. Mà sáng giờ làm khách đông không? Trời, sáng giờ chạy không kịp luôn. Dạ hả? Sáng giờ đông lắm, giờ có rồi. Có dưỡng em đang ngồi đó. Đường này là đường Lý Thái Tổ. Dạ. Từ đi qua kia bao xa cơ? Đây nó khỏi nó qua, mình qua lộ cát. Mình đi lại vài trăm mét tới. Đó đó hả? Ở đâu ạ? Ủa sao bị gặp bạn luôn. Giờ mình vô chỗ nhà của dì của Tiết Ngân nè. Salon Hằng à. Tiết Ngân hồi sáng giờ thì làm cho khách. Thôi dựng ba. Con bạn của Tiết Ngân. Dạ. Vô đi ngồi chút. Thôi tắm đi, vô tắm đi. Vô tắm đi cần. Tắm thì rồi đi. Không sao đâu. Tiết Ngân với Sinh Hoa bận áo cặp nè. Bận không hẹn, ủa có hẹn nên gặp. Sinh Hoa đi xuống dưới thưa dì ba. Dì ba ơi, con đi với dì ba. Nãy giờ Khánh ngồi đây. Dạ, thưa dì ba con đi. Có đây là chị của Tiết Ngân. Thôi dưỡng ba con đi. Cũng giống như là bạn của con Tiền, bạn hồi xưa Bây giờ ha. Giờ đi ha. Đi. Em đi nha chị. Dạ. Nãy thấy vậy ra. Dạ. Đi bộ qua đi. Không sao á. Trời, đi vòng vòng cho vui. Dạ. Có biết không? Có biết đi đường đó chưa? Ngân có biết hay gì đó chứ em đâu có gần đâu. Biết không? Có nhớ đường không? Dạ nhớ, qua hồi kỹ em đi bộ qua. Bạn đi từ từ thôi. Dạ. Thôi mình đi. Đây cứ đi xe đông thì đi từ từ. Có vui. Rồi ba chị em đi 5 phút là tới phố Hoa Hồ Thị Kỷ rồi. Cái gì? Mới bước vô đầu hẻm thì không thấy là ở chỗ này có bán bông tươi rất là nhiều. Bởi vậy người ta mới để là phố Hoa. Bên đây cũng vậy á. Không, mình sẽ chích mấy tiền chỗ bán bông tươi luôn khoảng mặt mình. Tự nhiên cái đường kia bao nhiêu? Đông quá chừng đông luôn. Hồi nãy là dì của Tiết Ngân có nói là vô đây cẩn thận vì rất là đông người. Thôi chừng này đi. Cái gì? Lạnh quá à. Đồ ăn giặt quá chừng luôn nè. Để coi là sữa hả? Lấy xe đi ăn thử luôn em, bạn vô luôn. Mực. Từ từ để đi ra đi. Đi được không? Đổ. Gà sữa trân châu đường đen. Đông bộ. Đông quá, đông, đông luôn. Ăn gì ta? Từ. Ăn gì vậy ta? Lần đầu tiên Thánh là vô cái hẻm này nè. Mọi người lại cái
kì, ăn gì giờ? Ăn gì? Ăn gì? Ăn gì? Ăn gì cũng được. Nó bụng muốn chết luôn á. Sáng giờ tao chưa ăn cái gì hết. Kiếm chỗ nào mà không có tiếng nhạc á. Ăn chỗ nào mình ăn. Để mà đi xuống đây mà ăn. Ờ. Thật ra cái hồ Huy Trĩ này này không có xây đây đâu, xây đường nhà tao á. Tại sớm lại á. Không chịu hả? Không chịu, phải đi hỏi tình nhà. Đưa vô đi nhà ơi, chứ tao phụ đi ạ. Bởi vì đường giả 15 dùng tiêu 6 học 1 đúng không ạ? Chứ ạ. Ăn nè, quá trời. Rau bạch tuộc, chi bò, cơm. Ôi, nó bụng quá à. Nó bụng, nó bụng quá à. Há cảo ông Hùng. Quầy này thì thấy là bán há cảo có hơi nhiều màu luôn. Bên đây thì đồ chiên, cá nhiễu hay rồi. Trời, cái đường nó nhỏ mà quá trời người luôn. Người đi rồi còn không có người ngồi rồi có người bán nữa. Ngon không? Quá đông. Ăn gì? Uống không? Chắc ngon ha. Kiếm gì ăn cái đi rồi hồi uống nước sao? Đi xuống. Vậy đi đi đi. Trên này đi. Thôi quay này có gì. Mấy trứng này trứng ra tích tốt á. Tao không có ăn tới hàng ngán chứ. Trứng cục chén. Trứng ăn đi con. Trứng đầu nè con. Tái đi con. Ăn đồ nướng đi. Đây là ốc. Các món ốc. Hai đứa nó đâu mất tiêu. Đi nhanh quá. Ốc nhồi Đà Lạt. Cái này nở đâu không cảnh rồi ha. Kem khói. Kem khói. Ở chút uống. À, cái chỗ này là cái đồ nướng mà tụi trên TikTok nó review nè. Nghe cái này không? Xe nướng này là gì vậy? Đồ nướng. Thấy trên TikTok review. Đây hả? Dạ. Thấy là lẩu tai heo. Hay bán sao bạn? Dồi hả? Chân gà. Menu menu. Còn chỗ nào nữa không? Không biết luôn. À, lòng. Lòng gà. Để mình đi vòng đi. Giờ mình đi vòng đi rồi mình coi món nào mình thích thì mình quay trở lại mình ăn. Bún thái. Quá chìm người ngồi luôn. Tại sao nữa kìa. Nói ba đứa cao đều, cái tao nói là quá tám mà chị nhai em. Ủa chứ nó cao quá. Không mẹ, mày vẫn đi ra câu. Bún thái. Không có món bún thái ngộ quá ha. Mực quá à. Ăn bún thái không? Hả? Ăn bún thái không? Có bún thái gì lạ lạ chứ. Bún thái là nó có mắm á. Vậy thôi đi. Đi tiếp. Mực nướng bún thái lạ quá ha. Ở cái dầu đó thì người ta có làm ăn bún khót hả? Cũng thấy lạ lạ. Ờ, bên đây nữa. Chị này già bún bên đó kìa, qua đứng bên đây giùm em đi anh chị ơi. Nướng á. Nướng á. Tao bu, tao coi quá trời bu. Đây đây đây. 25 ngàn hộp không? Thôi, mổ có một phần đi. Sao thái? Thái, mổ đi. Ê, 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 lên đi. Mổ này nhiêu ạ? Đây là trái cà na. Thanh chua ngọt. Quá chừng đồ ăn luôn.
Lá có quen cái đi 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 đi. Ngon không? Hải sâm. Ồ, cái con này thấy ghê quá, ăn chưa vậy? Con gì có hải sâm gì nè. Đi tới dòng lui có chỗ mà đông người quá chen chân không lọt, sợ lạc mất nhau luôn. Thì Khánh với hai đứa em tranh thủ đi về dài, đói bụng quá chừng đói mà không biết ăn cái gì. Tại vì quá chừng đồ ăn luôn. Rồi anh qua đi em. Rồi. Hãy cầm cái kẻ mắt. Rồi lấy cho em ba dĩa đi. Rồi. Rồi. Khánh nhỏ thôi. Ở đây có bán bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nạm, bánh rang, ít bánh đúc. Đó thì giờ mình kêu ba dĩa. Hồi nào tới giờ Khánh chưa bao giờ thấy cái chợ đêm bán đồ ăn vặt nào mà nó lớn, mà nó rộng, mà nó bự, mà nó đông như cái chợ đêm này luôn á. Thăm sen chân lọt. Đúng là bữa nay là tối chủ nhật nè, cho nên là ở đây rất là đông. Nói nghe nè, mình uống nước luôn đi tiếng Anh. Mình kêu nó dầu đi. Dầu đi. Là dầu đi. Chị bên đó chị có bán trà dâu nè. Rồi ủa chị có bán trà gì với trà gì vậy? Đủ hai trà gì đó, trà dâu, trà hủ, trà thơm, trà xoài. Đấy hả? Lấy em trà thơm đi, hai trà dâu một trà thơm. Chụp á. Chụp xong được đứng. Chị làm em pha dĩa nha. Để coi thử chị này chỉ làm trong đây có những cái gì. Một hộp thì gồm có những gì? Bánh lọc trong gói chia lấy ra. Hai đứa chén không hấu rồi. Chậm sao cho thấy hai cái áo vậy? Em có kêu hôm qua với lại biết nào nha, thì tranh thủ ngồi chụp hình. Đông quá đông. Đen không có tự tin gì trơn á. Hôm qua mình coi cái chị bán nước nha. Cũng kêu ra rồi. Là dâu, trà ổi, trà xoài. Đây là trà xoài nè. Trà xoài, trà ổi, trà dâu, trà dâu tầm, trà khô đúng rồi các hồn. Tóc mẹ ít có đỏ. Cái chỗ ngồi của mình lựa chỗ này là cái chỗ mà vắng vẻ nhất rồi đó, trên con đường này rồi đó. Bánh anh chưa gì chưa tóc bạn gió lại đi nè. 25 hả? 25. Để thấy hai cái áo mình là hai áo. Đây là cái ly trà dâu của Xuân Hoa nè. Uống đi gừng. Của Xuân Hoa của Tiết Ngân. Đây là cái ly trà khóm của Khánh. Ngon không? Nó lạ quá rồi, nó hơi không giống ở dưới quê. Nó có gì hả? Rồi. Bánh ra tới rồi nha. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn thử. Đây là cái ly nước khóm. Ồ lạ lạ nha, cái này người ta có bỏ muối á. Có gì mà hẳn muối, có bỏ muối á.
y như giống giống như chanh muối, nhưng mà cái này không phải là chanh muối mà muối với đường và bỏ khóm cho. Cái này thì xương qua có xương mà ông bà cô chú có ăn cái nhà con đói bụng lắm rồi, không xin mời ông bà cô chú. Cái này là bánh mì, bánh mì chứ không phải tép mỡ. Nhìn tưởng tép mỡ nhưng mà thực sự là bánh mì. Coi trong cái dĩa của mình có gì nha. Khúc chả nè, đây là bánh bánh bèo, tôi ghé bánh bèo. Đây là bánh độc lập, đây đó là bánh bánh ít trần, đây là bánh bánh nậm chả nè, đây là bánh như bánh nặng vậy, bánh đúc nè, đúc bánh nặng. Từ từ gì quá, bánh này là bánh gì mẫu rồi thầy, hai chưa ăn luôn á, hỏi chị đó thử đi. Bánh ram ít, bánh ram ít hả? Cái chị á, chắc là bánh ram ít gì đó. Ăn đi cưng. Xung quanh mình là người và người. Cái bánh này giống bánh mặn ở dưới mình đó nè. Ừ. Hôm nay ở trên đây thèm bánh này, thèm bánh mặn ở dưới quê mình. Nên thành phố lại nhớ quê. Em không có ra đường, em ít lắm. Nói nhà gần hồi bị kỹ nhưng mà ít đi qua cực kỳ luôn. Ai quên sao vậy? Mắc làm á, tối ngày á, chứ không ai dẫn đi chơi. Dạ. Không có mấy đứa bạn chung lớp em á, cũng ngủ đi, cũng đi một hai lần. Này cái bánh, cái bánh ở đây là thấy là nó dài. Dạ. Dài ha, nhưng mà có nhiều cay quá. Mà cay, hơi bị cay rồi. Cái này nè, cái bánh đúc này nè là ăn mà thấy ngon liệu luôn á, ăn nó rất là béo nha, làm như nước cốt dừa hay gì á, ngon ghê. Em thích bánh này nhất á. Mình ăn mình nghe mùi nước cốt dừa nhiều á. Mình ăn thử miếng này nha. Chả hả? Là chả. Chả gì mà nghe mùi lạ lắm à. Miếng này nè. Chả này hả? Chả gì ở trong lá chuối không? Nghe mùi lạ lắm. Nghe mùi lá chuối không? Ăn miếng như bạn miếng này ngon hơn. Dạ hả? Em mới ăn rồi, ăn thử đi. Tao chợ gì mà đông dữ, lần đầu tiên chỉ thấy chợ ác mà ăn mà đông vậy luôn á. Còn buổi sáng chợ bình thường á, không có bóng người nữa. Té hả? Ở đâu cũng vậy á hả? Mấy chợ kia vắng á. Ở đâu mình phải kéo về quá trường đúng không? Tôi kéo đi ăn. Cái bánh ít trần nữa là có nhân nữa nè. Bánh ít trần vẫn có nhân nữa nè. Ở trong có nhân. Nhân gì để ăn thử mới biết nha. Bánh ít trần đúng là bánh ít trần. Mình ăn mình cảm nhận là nó là người ta làm bằng bột gạo á. Bánh độc lập thì làm bằng bột năng. Còn bánh bánh nặng nè thì làm bằng bột gạo với có nước cốt dừa. Bà ngoại em làm bánh đó ngon lắm. Dạ. Hồi đó dượng em trình phố vậy á, bà ngoại làm suốt luôn, về là làm một mâm để sẵn đi sẵn luôn. Bây giờ hết nè. Có men chua, em ăn men chua không được. Ổng đi cái quên chị đưa mẹ đem về á, tháo ra cái mẹ kêu cất luôn đi, giữ đi, nên lâu lâu mới đi. Tao đổ mẹ dưới chứ. Rồi đem đây dễ cầm. Giỡn á. Ngon quá. Quay đến gần tới á, chị nào đâu lên á, tao mày qua chợ Hồ Thị Kỷ ăn mà nó hoài à, đâu có đi đâu.
mà bữa nay đâu có tính đâu, đường đi bữa nay không tính á, không hẹn luôn á. Tự nhiên em đang làm cái mở điện thoại lên cái nó kêu á, chiều ra hội kỹ chơi, cái em nói ủa lên rồi nào, em không biết đi rồi nào. Tao nói mày tao đi đâu, hồi tối nhắn tin nói chuyện nó không nói luôn. Ê, hồi tối không biết là đi đâu chưa biết. Cái tàu bút, cái tàu bút kỳ á, hồi lúc trước không có mà sao giờ thịnh quá ha. Khi rác xa rác xa rác giờ thịnh quá ha. Thế là cũng đều cũng chuyện trời ơi sao mà đông dữ vậy Tiết Ngân, nãy giờ mà nói mấy lần vẫn còn đông. Không người ăn hột vịt lợn không? Tới khi ăn hột vịt lợn được, xung quanh cũng không được luôn. Bữa anh rủ nó đi ăn vịt lợn xa xui á. Chân gà, ốc bu. Gà rán Hàn Quốc. Hồi kể qua này nghe. Trời ơi, chị mới ăn bánh phật ngày hôm qua mới đăng lên nữa luôn á. Ra nhanh quá không? Ủa, đi ra gần ra tới ngoài á hả? Ra tới. Ủa sao nhanh quá vậy? Nhanh không? Ăn gì nữa không? kiếm gì ăn nữa đi. Hồi nãy giờ thấy đông người quá không dám ăn, thấy không, đông người quá ăn không được. Kiếm gì ăn nữa đi, ngoài đây có nè. Kiếm đồ nướng ăn đi chứ lâu lâu mới tới đây một lần. Đồ nướng là cái chỗ hồi nãy á, chỗ nãy hả, chỗ nãy xung quanh muốn ăn á đúng không, chỗ đồ nướng nãy á. Vậy mình phải đi đầu đường đâu có đâu, có không chỗ đó đông quá nóng nực quá chị thấy cái khói lên chị sợ đi. Sợ chúng nào ta đi để mua đồ đi bận bận sao thấy cái khuyên để mua khuyên mới khuyên gì khuyên đúng. Đâu đây nè, đâu đây có bán đồ nướng nè, ở đây nè. Có nhạc á. Ủa có nhạc hả? Dạ. Quay góc đẹp đẹp. Về cắt ra. Sao? Mình kiếm gì nè? Nem phố cổ gia truyền hả? Mình mới ăn xong luôn. Sao mà đông? Rồi hai đứa em của Khánh thì muốn ăn đồ nướng nè, cho nên là mình ghé qua cái chỗ này kiếm cái gì nướng cho hai đứa nó ăn. Đây có gì ta? Chỉ có mực thôi. Mực cho mình ăn nữa thôi. Ngồi trong nhà hoặc ở ngoài. Mình tự gắp hả? Qua lấy tờ giấy ghi giùm anh. Ghi món vô đó, đường đi đang nướng. Kiếm bàn ngồi. Thấy cực không? Giờ ăn không? Quyết định ăn không? Ăn không? Đúng rồi, mỗi đứt thôi. Nhiều đứa ăn cho có thôi. Ăn cho nó đỡ hẹp thôi. Ăn cho có thôi.